Xin chào các anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì hôm nay thì bọn em đã chuẩn bị ra một chiếc Toyota Cross màu trắng ngọc trai phiên bản G. Thì em sẽ giới thiệu cho anh chị thì một chiếc Toyota Cross phiên bản G thì nên lắp những gì. Thì đây là một chiếc xe lắp cũng khá là đủ đồ. Thì xe đã đăng ký đăng kiểm xong rồi, biển 59097. Xe phiên bản G thì Toyota Cross được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì em sẽ đi một vòng quanh xe. Thì phiên bản G này sẽ có giá niêm yết là 746 triệu, và màu trắng oxide này sẽ có giá là cao hơn niêm yết 8 triệu là 754 triệu. Và phiên bản thứ hai, phiên bản 1.8G, 1.8V sẽ có giá niêm yết là 846 triệu, cao hơn phiên bản G là 100 triệu. Và nếu mà anh chị lấy màu trắng ngọc trai cũng sẽ cao hơn phiên bản màu thường là 8 triệu, là 854. Phiên bản cao cấp nhất sẽ cao hơn phiên bản 1.8V là 90 triệu, là 936 triệu. Và nếu anh chị lấy cái màu trắng ngọc trai sẽ là 946 triệu. Thì như anh chị thấy thì xe đã được dán phim phim đen rồi này. Còn ở phần phần đầu xe được trang bị là camera 60, và camera 60 này sẽ được tích hợp luôn cả cam hành trình. Ở phần trong xe như anh chị thấy đây là ở phiên bản G này sẽ không có là màn to như này đâu, mà đây sẽ là cái màn hình lắp thêm liền camera 60 đây, màn Android liền camera 60 kèm với cả bộ cam hành trình luôn, trước sau và cả bốn phía luôn. Thì cái màn hình này rất là đẹp. Để em bật màn hình lên cho anh chị xem nhé. Thì xe đây đã được lắp thêm một cái bọc vô lăng này, màn hình Android kèm camera 60. Đây anh chị thấy, đây là đang mở cửa xe là đây. Lên hơi ngược sáng một chút nên nhìn nó không được rõ. Cam lùi này, cam trước, cam sau này, nhìn cam 360 này. Và vừa rồi là kêu cảnh báo. Thì xe đã được dán phim cách nhiệt này, lắp bộ cam 360 liền màn Android kèm với cả cam hành trình cả bốn phía cộng với cả trải sàn da này. Còn ở phía cốp xe sẽ được trang bị khay hành lý, và bên em đã gửi lại cho anh chị cái màn hình cũ theo xe. Phần cốp xe đáng tiếc là cái chiếc này thì anh chị không có nhu cầu độ lên cốp điện, là em cũng không có cơ hội để giới thiệu cho anh chị. Thì ở đây đã được lắp thêm một cái bộ khay hành lý. Khay hành lý của bên em thì nó đặc biệt là của Toyota sản xuất dành riêng cho Cross. Và đây là Cross. Và cái độ dày dặn của nó sẽ rất lớn, anh chị thấy là sẽ không thể gập lại được. Không thể gập được xe, cái độ dày của nó rất là lớn, nó không như là các phụ kiện ở bên ngoài, bên nhà cung cấp bên ngoài. Thì đây là cái màn hình zin của xe bên em đã để lại. Đấy. Đây là một gói phụ kiện em thấy cũng khá là hay, bởi vì là xe ở phiên bản G là lắp cái màn hình cũng khá là nhỏ, hay là nếu nhiều anh chị nếu mà muốn lấy chiếc này có thể là lắp theo cái gói này, màn Android kèm với cả cam 360 kèm với cả cam hành trình luôn, thì nó sẽ rất gọn và tích hợp luôn, sẽ rất là đồng bộ. Và nếu mà anh chị muốn lắp thêm nữa, nếu theo em thì có thể là lắp thêm cái sơn lại cái la răng này, sơn lại cái la răng thì trông cái phần thân xe sẽ khỏe hơn. Và ngoài ra thì chủ xe đã lựa chọn là cái ốp tay nắm cửa là mạ chrome. Đây thì đây, tay nắm cửa mạ chrome. Đây cũng là hàng chính hãng của Toyota sản xuất luôn. Đảm bảo cho anh chị là sẽ không bị han gỉ và hoen ố như cái mạ chrome bên ngoài. Đây tổng thể bên ngoài. Phim này, sàn này, cam 360 liền mà Android kèm luôn cả cam hành trình, khay hành lý, ốp hõm cửa chrome. Và nếu mà anh chị làm thêm những cái bộ ốp sườn này, rồi sơn lại cái la răng thì trông xe sẽ khỏe khoắn hơn rất nhiều. Nếu mà để nhà đi cũng là đủ rồi. Và nếu anh chị nào cần em tư vấn thêm về dòng xe
Cross này có thể liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.